Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì dạo gần đây thì mình cũng có nhận được một số câu hỏi của anh em, hỏi về cái bàn phím của anh em á, là khi mà anh em kiểu như nhắn tin hay là nhập văn bản thì nó sẽ bị có trường hợp là nó sẽ bị đơ, bị giật á. Thì mình đã tìm hiểu rồi, cái lỗi này là nó xuất hiện trên iOS 15. Thì để mà khắc phục cái lỗi này á, thì các bạn làm đơn giản thôi. Các bạn làm theo mình là các bạn vào cài đặt nha. Các bạn vào phần cài đặt và các bạn vào phần cài đặt chung á. Sau đây anh em nha, do mình đang ở ngoài đường cho nên là cái tiếng ồn nó cũng hơi ồn một xí. Anh em cố gắng nghi và làm theo mình nha. Thì sau khi các bạn vào cài đặt chung thì các bạn tìm xuống phần bàn phím. Thì ở đây anh em chú ý cho mình ba chỗ thôi, ba mục thôi. Là anh em chú ý cho mình là các bạn tắt cho mình ba chỗ này, các bạn tắt đi. Các bạn tắt cái phần mà kiểm tra chính tả này. Đó. Các bạn tắt cho mình cái phần dự đoán này, đó. Và các bạn tắt cho mình cái phần trượt để nhập nha, trượt để nhập đó. Thì các bạn chỉ cần tắt cho mình ba phần đó thôi thì khi mà các bạn nhắn tin thì nó sẽ không còn cái tình trạng mà bị đơ hay là bị giật nữa. Ok, video này nó ngắn đơn giản thôi. Thì nếu như các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào á, hoặc là các bạn bị cái lỗi gì trên cái chiếc iPhone của mình, các bạn cứ bình luận cho mình sẽ làm video giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.